điện phân này quá dễ. Đưa anh làm được điện phân, đưa anh, đưa anh thiếu tự tin đấy, đưa anh làm được này, làm anh được, Thảo được này. Đó. Đưa anh làm được câu điện phân này Thầy quay lại rồi. Quay quay đấy, lại đề bài ạ. trong này là em làm được rồi này, không À? biết làm đánh bừa hay là làm thật. Câu điện phân này Lúc đầu em thử cái cách mà Cu cộng SO4 cộng CL không ra. đấy, này là ra chứ không ra. Không CuSO4 cộng ra. em làm không biết làm thì chẳng ra đấy. Em làm được gì? Em thử từng cái Cu phân ra sau CL phân ra. Rồi, mình làm theo một cách thôi, em làm theo cái này thôi, học theo thầy thì làm theo cái này thôi, làm được cái này ổn mà, yên tâm. Thiết lập công trình nó cũng đúng thôi. Thế còn nếu làm bán phản ứng thì thầy Tại cũng làm vì được. Chứ làm bán phản ứng bên này dùng bảo toàn e nó rất là lâu. Đang anh chắc làm theo cách bảo toàn e à? vâng, em Thì quen làm cái cái đấy đấy. rồi, biết cái đấy nhanh mà đấy, không Không cái cái đấy bấm thì chỉ biết phương trình không bấm luôn là được mà. này. Đấy. Cái này thì ra viết trong Thầy một cái ơi, đấy. Đấy. thầy nhìn hai cái phương trình đầu ấy, tại vì nó bảo là thoát khí ở hai điện cực, mà hai phương trình đầu nếu mà làm theo cách của thầy thì làm sao mà thoát ra hai khí ở phương trình đầu được, Nói kiểu thì có con đúng điện mỗi phân nữa, anốt. con điện phân xét điện phân nữa. Rồi trời. pH nhỏ hơn Cái 7 này là điện thì phân nhiều quá à, thôi không làm nữa. chán. pH nó nhỏ hơn 7 thì chả phải là phương trình này, chứ không làm sao mà NaCl điện phân mà ra pH nhỏ hơn 7 được. Đúng không? Vâng, nhưng mà hai cái nó chả liên quan đến nhau. Đấy, xong rồi ông phải ấy cơ, ông thấy là ông bài này nó có 3 dữ kiện mà, cho nên nó phải có 3 phương trình điện phân, kinh nghiệm thầy đã nhắc rồi. 3 dữ kiện và À. 3 phương trình điện phân. Thì nó mới ấy chứ không nó thành thừa dữ kiện à? Có phải bài này nó Không, toàn nói chung toàn là kiện cái không? này không hợp lý rồi. Hả? Cái này không hợp lý rồi. Đây có hợp lý, đúng bản chất làm thôi. Thì qua em không không theo đúng bản chất em không làm thôi. Xử lý bình thường như này. Còn cái kia thì bản chất vẫn thế, em vẫn phải xét điện phân nước nhỉ. Điện phân nước là hay nhầm mà, chỗ điện phân nước mà. Phân ra hai điện cực là hay nhầm lắm. Nhất là bài toán mà cho kiềm với axit vào thì nào cũng nhầm. Cái hay nhầm ở chỗ này. Thế nhưng mà nào mà làm hai điện cực thì cũng chú ý cái chỗ điện phân nước. Thì phân nước viết chung thôi, đừng viết riêng nữa. Hoặc là nếu không thì viết như kiểu phương trình trên này. Ba phương trình này thay vào dần thôi. Ba phương trình điện phân nắm được rồi thay vào dần thôi. pH nhỏ 7 sẽ ra phương trình này do có hỗn hợp khí hai điện cực nên là phải có thêm phương trình điện phân nước. Ở đây sẽ là 14,28 thì đương nhiên là tính được rồi, 14,28 này sẽ bằng SU4 đây này, cộng SU4 đây này và cộng NaCl đây, 14,28 là bọn ban đầu. Thế còn 0,2 này là gì đây? 0,2 là hỗn hợp khí đây, hai điện cực đấy thì cộng hết vào thôi. Chỗ này là x xi mon này, cộng y trên 2 này. Chỗ z này sẽ là cộng 1,5z này cho nó nhanh. Tức là z cộng 1 không 1,2z là 1,5z. Thế còn khối lượng của khí thì mình cũng cộng cho nó nhanh bằng khối lượng của clo này, của mol x này cộng khối lượng oxy là 1/2 nhân y cộng với cả khối lượng của hydro với oxy thì nó sẽ bằng 18z luôn cho nó nhanh. Đó, thế đó. Trong Ne thì bằng It trên S. Nghe thì sẽ gấp 2 lần Cu đoạn này này, Cu từ dưới 2,0 đúng không? Gấp 2 lần Cu đoạn này. Và gấp 2 lần Z ở đây. Dương 1,0. Thế Đức Anh làm đến đâu rồi mà không ra? Đức Anh Dạ. làm đến đâu rồi mà lại không ra? Em làm đến cái CuSO4 ấy, em biết đến cái phương trình CuSO4. Xong rồi không ra thì em phải làm theo cách khác. Thì sao không ra? Nếu không biết chương trình nước thì chẳng không ra. Mới viết được hai phương trình thôi nhỉ, Vâng. thế thì chẳng không gian. Sau em vừa suy nghĩ đến cái việc mà cả hai cái còn vẫn còn ấy, kiểu điện phân thêm CL nữa. Phân thêm làm gì có chuyện.